Tài khoản Telegram Doisipnoa ngày 3 tháng 6 đăng tải hình ảnh cho thấy quân đội Ukraine đã bắn trúng hệ thống tên lửa S-400 bên trong lãnh thổ Nga bằng pháo phản lực HIMARS. Thời điểm của vụ tấn công được xác định xảy ra cách đó vài ngày. Hình ảnh cho thấy các bệ phóng của tổ hợp S-400 bị phá hủy hoàn toàn, radar cũng bị hư hỏng do các mảnh vỡ từ đạn pháo HIMARS. nguồn tin bình luận có lẽ hệ thống này đã được triển khai gần thành phố Belgorod và có nhiệm vụ bắn hạ các mục tiêu trên không cỡ lớn từ Ukraine. Việc phá hủy hệ thống như vậy sẽ làm suy yếu khả năng phòng không của Nga, cho phép lực lượng Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga hiệu quả hơn. Theo đài CNN, hình ảnh các bệ phóng của tổ hợp S-400 bị phá hủy cũng được chia sẻ trên Facebook của bà Irina Varechuk, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine. Trên Facebook, bà viết, những ngày đầu tiên sau khi được phép sử dụng vũ khí phương Tây trên lãnh thổ đối phương, Nga hiện chưa lên tiếng về vụ việc nêu trên. Vụ tấn công của Ukraine diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của nước này để thực hiện các cuộc tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga xung quanh khu vực Kharkov. Một số quốc gia châu Âu cũng dỡ bỏ hạn chế về cách sử dụng vũ khí mà họ viện trợ cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 2 tháng 6 tại diễn đàn an ninh đối thoại Shangri-La, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự cảm kích trước việc ông Biden cho phép Kiev triển khai một số hệ thống pháo phản lực tầm xa nhắm vào các khu vực gần Kharkov. Tuy nhiên, ông khẳng định điều này là không đủ để Ukraine đáp trả trước các đòn tấn công mới của Moscow. Ukraine không được phép sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS với khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 300 km. Thay vào đó, Kiev chỉ có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn với tầm bắn khoảng 70 km. Bình luận về chủ đề này, người phát ngôn an ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng sự ủng hộ của washington dành cho kiev không ngừng tiến hóa quan chức này phát biểu chúng tôi sẽ có những cuộc thảo luận chúng tôi sẽ có những cuộc đối thoại với người ukraine chắc chắn chúng tôi sẽ làm như vậy ông kirby đồng thời nhắc lại rằng vẫn còn phải xem liệu các cuộc thảo luận có dẫn đến bất kỳ thay đổi chính sách bổ sung nào hay không ông nói chúng tôi sẽ không quay lưng lại với những gì người ukraine cần và một lần nữa chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng tăng cường hỗ trợ cho họ khi chiến trường biến hóa tuy nhiên các chuyên gia phân tích cho rằng vũ khí Mỹ khó có thể giúp Ukraine xoay chuyển tình thế. Cựu thành viên Ủy ban đối ngoại Hạ viện Adam Kinzinger, binh sĩ Ukraine nhiều lần kể rằng lực lượng Nga tấn công bị đẩy lùi rồi rút qua biên giới về lãnh thổ Nga để tập hợp, dưỡng sức, lên kế hoạch rồi tiếp tục tấn công. Cựu tư lệnh lục quân Mỹ tại châu Âu, tướng Ben Hozit cho biết Ukraine không thể thắng nếu tình trạng này tiếp diễn. Theo chính sách mới của Mỹ, Ukraine sẽ được phép khai hỏa các vũ khí như pháo phản lực HIMARS sử dụng rocket phóng loạt có điều khiển tầm bắn khoảng 70 km để tấn công đội hình quân Nga tập trung gần biên giới Kharkov. Kiev cũng có thể sử dụng các tổ hợp phòng không do Mỹ cung cấp như hệ thống Patriot bắn hạ máy bay Nga đang chuẩn bị phóng tên lửa, thả bom lượn vào tỉnh Đông Bắc nước này. Chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine ở Kiev, Mikula Bieleskov nói, điều này có thể giúp ổn định tiến tuyến, tạo điều kiện để Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Kharkov trước khi họ củng cố vững chắc chỗ đứng chân. Còn cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh Philip Ingram cũng cho rằng quyết định của Tổng thống Biden giúp Ukraine không phải rút nhiều lực lượng ở vùng Donbass để tới phòng thủ tại Kharkov. Ông nói, lực lượng Nga giờ đây sẽ gặp tình thế bất lợi hơn và phải suy nghĩ kỹ về chiến thuật mà họ từng sử dụng để tấn công Kharkov. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích quân sự không kỳ vọng việc Ukraine được nới vòng kim cô sẽ tạo ra thay đổi mang tính bước ngoặt trên chiến trường. Phần nào, bởi Washington vẫn giữ nguyên chính sách cấm Kiev sử dụng ATACMS, loại tên lửa đạn đạo tầm bắn 300 km, có thể được phóng bằng pháo HIMARS để tập kích mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, Katerina Stepanenko cho rằng điều này khiến Ukraine không thể chạm tới phần lớn không gian ẩn náu tập kết của lính Nga. Bà nhận định chính sách của Mỹ vẫn giữ cho hậu phương của Nga an toàn, những thay đổi ở khu vực cốp chưa đủ để tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến. Ukraine đặc biệt cần năng lực tập kích sâu vào lãnh thổ Nga để loại bỏ các mối đe dọa bởi nhiều vị trí hỗ trợ Nga tấn công Ukraine nằm ngoài tầm bắn của rocket. Tại Viện Quốc tế về Nghiên cứu Chiến lược EESS có trụ sở tại Anh, Franz Stefan Gatti cho rằng với đạn rocket, Ukraine chỉ có thể tập kích một số sở chỉ huy đội hình Nga gần biên giới khiến họ khó phát động chiến dịch vào khắc cốc hơn nhưng không thể chặn đứng đà tấn công của đối phương. Nga cũng có thể tăng cường các biện pháp tác chiến điện để đối phó với đạn của Mỹ. Ông nói chúng ta cần phải thực tế trong kỳ vọng từ sự thay đổi chính sách này do lực lượng Nga đã quen đối phó với các hệ thống đạn rocket dẫn đường của Mỹ. Nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu Matthew Bulloser đánh giá Ukraine hiện có thể đẩy lùi các đợt tấn công của Nga một cách hiệu quả hơn, nhưng cũng cho rằng đây không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Ông nói nó giống như biện pháp bổ sung, như chất kích thích giúp Ukraine tăng cường phòng vệ. Trước khi ông Biden bật đèn xanh cho Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo nguy cơ xung đột leo thang, thậm chí là chiến tranh hạt nhân nếu phương Tây cho phép Kiev sử dụng vũ khí được viện trợ để tập kích vào lãnh thổ nước này. Ngày 28 tháng 5, Tổng thống Putin đề cập những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là với những quốc gia nhỏ có mật độ dân số đông ở châu Âu, dường như đề cập đến tác động của đòn trả đũa hạt nhân. Trước đó, ông chủ điện Kremlin lại phát tín hiệu Nga sẵn sàng nối lại đàm phán hòa bình với Ukraine. Theo chuyên gia Stepanenko, những thông tin này nhằm ngăn phương Tây cho phép Ukraine tấn công phủ đầu các đợt tấn công của Nga vào Kharkov. Vị chuyên gia này cho hay Nga từng đưa ra cảnh báo tương tự khi Anh chuyển giao tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine nhưng cả Kiev và London đều phớt lờ thông điệp này. Ukraine sau đó nhiều lần dùng tên lửa Storm Shadow tập kích vào bán đảo Crimea hay các vùng Nga kiểm soát ở Donbass. Stepanenko nói, Điện Kremlin coi đòn tập kích vào Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhia là tấn công vào Nga, nhưng thực tế cho thấy Moscow có rất ít lựa chọn để leo thang hơn nữa mà không gây ra nguy cơ lớn. Tuy nhiên, theo chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Đại học Sư phạm Hoa Đông, Thượng Hải, Trung Quốc, Yang Runu Việc cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tập kích Nga sẽ khiến xung đột leo thang hơn nữa và đàm phán hòa bình trở nên bất khả thi. Theo vị chuyên gia này, cục diện chiến trường đang có lợi cho Nga và phương Tây không muốn đàm phán hòa bình diễn ra với cán cân như vậy. Ông cũng cho rằng động thái bật đèn xanh của Mỹ khó có thể giúp Ukraine thay đổi tình hình bởi Kiev không có đủ binh sĩ để giành ưu thế trên chiến trường. Quả thực, chất lượng tân binh của Ukraine đang được báo động. Dù theo thông tin chính thức, nước này có tới 1,5 triệu thanh niên đã khai báo thông tin phục vụ quá trình tuyển quân. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết có khoảng 1,5 triệu nam giới nước này đã đăng ký nhập ngũ trong thời gian tới. Sau khi luật huy động mới có hiệu lực ở Ukraine vào ngày 18 tháng 5, nam giới trong độ tuổi nhập ngũ có 60 ngày để cập nhật dữ liệu cá nhân nhằm hỗ trợ nhà nước xác định vị trí của từng người. Phần lớn các cập nhật được thực hiện bằng ứng dụng trực tuyến mới cộng Ngoài việc sử dụng ứng dụng, thanh niên Ukraine có thể cập nhật dữ liệu của mình tại các trung tâm dịch vụ công hoặc văn phòng nhập ngũ Bộ Quốc phòng Ukraine thông tin thêm, hơn 14.000 thanh niên nước này sinh sống và làm việc tại 124 quốc gia đã cập nhật thông tin đăng nhập bằng ứng dụng này. Trong số các quốc gia dẫn đầu có Ba Lan, Đức, Canada, Cộng hòa Séc, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Litva, Hà Lan và Slovakia. Hồi tháng 4 năm 2024, Ukraine tạm thời đình chỉ dịch vụ lãnh sự ở nước ngoài đối với nam giới trong độ tuổi quân nhân nhưng đã khôi phục vào tháng 5 những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có thể nộp đơn xin dịch vụ lãnh sự chỉ với tài liệu điện tử hoặc giấy chứng minh có tên trong sổ đăng ký quân dịch. Ngày 11 tháng 4, Quốc hội Ukraine cũng thông qua dự luật về động viên nhập ngũ với nội dung chính là chiết là siết chặt quy định động viên, xác định rõ đối tượng nhập ngũ. Cụ thể, dự luật giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25. Người thuộc diện tàn tật sau ngày 24 tháng 2 năm 2022, trừ binh sĩ, sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội. Nhân viên của một số nhà máy bị loại khỏi diện được xét hoãn nhập ngũ. Dự luật cũng loại bỏ quy định cho giải ngũ đối với binh sĩ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến. Hiện không rõ số lượng binh sĩ Ukraine là bao nhiêu, song có thông tin cho rằng có khoảng 1 triệu quân nhân. Các quan chức Mỹ ước tính hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và bị thương kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào hồi tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, không nước nào công bố số lượng thương vong chính thức. Quay trở lại với vấn đề chất lượng tân binh, theo Washington Post, dẫn lời các chỉ huy Ukraine đang chiến đấu trên tiền tuyến cho hay, các tân binh được tăng viện trong thời gian qua đang thiếu những kỹ năng cơ bản như tháo lắp súng và bắn vũ khí. Các chỉ huy đặt ra câu hỏi về chất lượng hoạt động huấn luyện khi họ phải đào tạo lại những tân binh lẽ ra phải trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi được triển khai. Họ cũng lo ngại rằng Ukraine đang thiếu đi những binh sĩ có kinh nghiệm trận mạc khi cuộc xung đột vẫn chưa có hồi kết. Theo Washington Post. Khi Ukraine luân chuyển những người từ các vị trí hậu phương để thay thế các chiến binh trên tiền tuyến, nhiều người không đáp ứng được các yêu cầu cơ bản để chiến đấu. Đáng chú ý, đây không phải là những người lính mới nhập ngũ trong thời gian qua mà đã trải qua huấn luyện. Một sĩ quan của lữ đoàn cơ giới số 93 có biệt danh Smith nói rằng một số tân binh dưới quyền của anh không biết cách lắp ráp hoặc tháo rời súng trường. Anh nói, chúng ta đang lãng phí rất nhiều thời gian vào việc đào tạo cơ bản ở đây Smith đã yêu cầu những người mới đến phải huấn luyện trong tuần đầu tiên bằng cách bắn khoảng 1.500 viên đạn mỗi ngày. Đối với các tân binh, các trung tâm huấn luyện của Ukraine hầu như không được trang bị đầy đủ để đào tạo cơ bản cho binh lính. Một số người hướng dẫn nói rằng một số cơ sở huấn luyện không có đủ đạn cỡ nòng của Liên Xô và chỉ cho phép học viên bắn khoảng 20 viên trước khi kết thúc khóa huấn luyện. Một lãnh đạo ở trung tâm như vậy cho biết không có liệu đạn để ném trong các trung tâm huấn luyện và không có đạn cho súng phóng liệu. Chúng tôi không có một hệ thống đào tạo đầy đủ tại chỗ quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxify xin cảm ơn vì đã ủng hộ